Anh chiến thiệt. Hello các bạn, hôm nay mình lại trở lại, mình đi đào sò lần nữa nè. Ở đây đêm qua, giờ mình trở lại mình đào thêm lần nữa. Chiều nay mình mới về. Còn đào có được không á? Sâu quá. Sâu lắm. Con nó bị lên. Đây một đám đây nữa nè. Đó. Rồi. Bây giờ mệt quá mọi người ơi. Chê đã. Đây mình làm được nhiêu đây rồi này. Con quăng ở đây. Còn mệt kia nữa. Ở sâu. Hôm nay là đuối không? Hôm nay là đuối rồi nha mọi người. Không bằng hôm qua. Hôm qua là sung hơn bữa nay. Bữa nay mệt rồi. Hết calorie rồi. Đó đó đó, ở trong cái bụng đó. Không, bé họ lấy hết kìa. Kìa. Con nó sau con là con mà. Làm cật lực luôn đó nha. Đó. Mỹ họ làm tốt mồ hôi luôn. Wow. Tốt mồ hôi hột á. Lớn quá trời nè. Không. Tốt mồ hôi hột á. Coi như hai hột á. Hai hột, ba hột. Kế ra một lỗ nữa đó con. Kế ra. Nó xịt lên, nó xịt lên, nó sụt lẻo á, nút chán luôn á. Đờ rồi. Mày đuối quá rồi. Hai ngày trời đuối quá rồi. Coi như này là lao động vinh vinh gì? Vinh quang. Quýnh quán. Lao động là quýnh quán. Lao động quýnh quán luôn. Lang thang là chết đói. Kìa, kìa.
trời ơi, nhìn cái bãi biển nó đẹp ơi là đẹp kìa. Wow, nhìn vào bên trong này nó đẹp. Nay trời nó trong hơn hôm qua hả? Ừ, nay đẹp, trời đẹp quá. Ai đứa trong khu à? Ôi, bắt lên đi. Ôi giời ơi. Còn một đứa nữa là rút rồi lại rút cũng lên. Dài quá đây. Con bự hồn. Nó không ra hả? Thấy tê nó rồi mà. Thôi là nó bỏ nó đi. Thôi nè. Các thích video của mình nhớ bấm subscribe, like and share.